Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình nói về cái tủ lạnh của mình một chút nha. Nhìn trước khi nói về cái tủ lạnh á, những củ khoai lang này là hơn một tháng, phải nói là hai tháng rồi ha. Mình để ở ngoài, mình đi Việt Nam, mình về dọn dẹp hết cái nhà bếp, rồi cái cho vào tủ lạnh. Bây giờ hôm nay mình lấy ra đó, mình định là hấp ăn hoặc là mình bào, rồi cái mình chiên với lại tôm, chiên giòn, cuốn bánh tráng là thôi ngon vá cháy ha. Đây là những củ khoai lang phải nói rất là lâu luôn. Rồi bây giờ mình nói qua cái tủ lạnh của mình cần làm cái gì khi mà mình mở cái tủ lạnh mình ra đó, nó có cái mùi rất là khó chịu. Đơn giản, thứ nhất là mình phải xem lại hết tất cả những gì trong tủ lạnh của mình tuần lễ vừa rồi đó mà mình không có ăn, thì mình lấy ra mình xem lại, nếu còn ăn được thì mình tiếp tục ăn, còn không á thì mình cho vào một cái bịch ni lông mình cột lại để rồi mình đổ rác. Thường thường á, là mình hay tổng vệ sinh cái tủ lạnh cũng như là những cái tủ thức ăn khô của mình, cho vào một cái bịch cột rồi đem ra cái thùng rác, bởi vì mỗi tuần thứ tư đó là ông xã mình mới kéo rác ra ngoài, rồi cái sáng sớm thứ năm người ta lấy rác đi, và thêm một lần nữa sáng sớm thứ năm là mình lại phải xem kỹ lại hết cái gì mà mình không cần nữa bỏ đi, nồi niêu xoong chảo chén bát ly, chứ bằng cái mà mình sẽ lâu lâu coi lại nó bị bể bị này kia đó mình dục, thì như vậy á mình không có quá nhiều đồ trong nhà của mình. Nhưng hôm nay mình nói về cái tủ lạnh đó, có cái mùi, những cái thức ăn mà mình để hơn một hai ngày thì dù là mình có đậy chất như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có cái mùi. Như vậy thì mình làm sao để mà mình không có những cái mùi ở trong tủ lạnh khi mình mở ra? Đơn giản lắm. Bây giờ mình nói như thế này á, trước nhất gồm gọn sạch sẽ, cái tủ lạnh mình bây giờ là sạch lắm rồi. Bởi vì hôm nay đó là mình đã đi chợ Huy, hôm nay sẽ đem đến nhà cho mình, và những thức ăn đó là mình sẽ nấu cho cuối tuần, ngày mai là thứ sáu rồi đúng không? Rồi bây giờ mình đóng cái tủ lạnh lại, rồi mình nói mình sẽ bỏ những gì trong cái tủ lạnh của mình để cho lúc nào cũng có cái mùi thơm. Mình mở cái tủ lạnh ra dù là mình không có thức ăn mà mình nấu hôm qua hôm kia, nhưng mà lúc nào mở tủ lạnh ra cũng có cái mùi thơm. Những cái thành phần ở đây đó thì chắc chắn nhà mình ai cũng có hết đúng không? Cho nên dễ lắm. Rồi cái đầu tiên á, mà mình cần đó là baking soda. Rồi nói đến baking soda ha, cái bịch này đó là mình mua ở Target, bịch rất là lớn ha. Baking soda đó là mình để dùng những cái như là dọn dẹp nhà bếp, lau chùi, nồi niêu, hay là mình có thể rải cái này nè ở ngoài khu vườn của mình nha, để không có chuột ha, không có kiến, không có ruồi, không có muỗi. Hôm khác rồi mình chia sẻ. Rồi mình cũng có thể làm bánh nè, bởi vì đây là những cái mà mình nên để ý người ta đã gạch vào đây, có nghĩa là baking soda này mình dùng được. Rồi cũng như là lau chùi bếp, lau chùi như thế nào, mình cho vào một cái thau nước, mình cho một muỗng hai muỗng, mình quậy cho thật là đều, rồi mình rau tổng vệ sinh hết. Ở trong cái tủ lạnh cũng vậy ha, mình lau hết trong cái tủ lạnh của mình, dọn dẹp cho nó sạch sẽ. Rồi nếu mà mình cần có những cái dĩ như vậy nè, mình lót ở dưới để mình để những cái hũ này lên, nếu như mà nó có bị nhiễu hay là dầu mỡ thì mình lấy cái hũ này ra mình lau chùi thì cũng rất là sạch, còn hơn là nó dính ở dưới này là mình phải chà kỹ rồi mình lau chùi ha. Đó là cái thành phần mà mình có thể dùng là baking soda. Rồi qua một cái thành phần nữa đó, baking soda này nè, mình cũng có thể là lau nhà nha, rất là sạch, giúp cho mình rất rất là nhiều luôn, không có kiến, không có chuột, cũng như là không có gián. Baking soda là số 1 để cho mình dùng ở trong nhà cũng như là ở sau khu vườn, dọn dẹp hết tất cả phòng nhà tắm này kia ha. Đặc biệt mình muốn nói ở đây á, có quen được mấy cô mà ngày xưa dọn dẹp lau chùi đến nhà mình dọn dẹp đó ha, một tháng hay là hai tháng người ta dọn một lần, dùng những cái chất gọi là rất là khó chịu đó. Và sau này đó thì người chủ nhà nói với người dọn dẹp đó sẽ dùng những cái loại mà ở nhà mình có, dùng cái như là baking soda hay những loại chai nước mà mình muốn người ta lau chùi dọn dẹp cho mình, thì như vậy mình sẽ không có bị những cái mùi mà rất là khó chịu, bởi vì những cái mùi đó mình khi mà mình đã ngửi vào đó nhiều lúc quá ha, thì mình đập mạnh lắm, và khi mà người ta dọn dẹp cho mình vài tiếng đồng hồ thì mình phải đi ra khỏi nhà, rồi thời gian mình quành lại cũng vài tiếng nữa, cho nên khi mà cho người đến dọn dẹp á, là lúc nào á, cũng phải là 7-8 tiếng, thường là sáng sớm người ta đến nhà dọn dẹp,
chiều mình đi làm về thì mình sẽ không có cái mùi khó chịu ha. Còn riêng mình đó, thì lúc nào mình cũng dọn dẹp nhà cửa, dùng những loại nước lau chùi vì mình cũng đã chia sẻ qua rồi. Nhưng hôm nay mình nói về cái tủ lạnh rồi, cái baking soda. Và bây giờ phần thứ hai đó là cinnamon. Cái này đó gọi là Crown Saigon cinnamon. Cái hũ này đó là mình mua trong Costco để làm những món ăn mà có cái mùi cinnamon. Còn mình có thể dùng rải ở sau khu vườn, trồng những loại cây ăn trái, rau củ quả. Nhưng mà thật sự là mình không có dùng, bởi vì mình đã dùng những cái thức ăn gì cũng như là phân gì đã cho khu vườn của mình rồi, cho nên mình không có dùng cái này. Có rất là nhiều người chia sẻ dùng cái này ha. Rồi thì mình làm sao? Thứ nhất là mình có thể cho ra một cái chén đó, mình cho ra cái chén rồi cái mình cho vào trong cái tủ lạnh, để trong đó luôn cả tuần lễ, 2 tuần lễ cũng được nữa, bởi vì cái mùi cinnamon rất rất là thơm, sẽ giúp cho mình là không có cái mùi gì ngoài ra cái mùi cinnamon khi mình mở cái tủ lạnh của mình ra. Thứ hai, mình có thể bắt một cái nồi nước sôi, mình cho vào 1 muỗng 2 muỗng cinnamon, rồi mình nấu từ 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 thì nguyên cái căn nhà của mình phải nói là rất là thơm luôn nha. Đó rồi rồi cái nước đó mình làm gì, mình đem ra khu vườn mình tưới. Đó là cinnamon. Phần nói tiếp nữa đó là trà. Nói đến trà thì nhà ai cũng có hết rất là nhiều loại ha, chứ không phải là một loại. Đây là những gói trà mà mình đi khách sạn nè, hoặc là mình đi ra những cái quán ăn đó có cái mùi trà, mình có thể xin 1 gói hoặc 2 gói, người ta cho mình hết nha. Rồi cái về nhà mình làm sao, đơn giản lắm, mình sẽ cho vào một cái ly, rồi mình cho nước vào giống như mình uống nước trà vậy đó, rồi mình nhúng vào trong này cho trà nó tan ra hết ha. Mình nhúng vào cho nó tan hết hoàn toàn, nó đậm lên, thơm lắm, thơm vô cùng. Rồi mình cho vào tủ lạnh, hoặc là mình cũng có thể nấu lên cà phê, trà, cinnamon, mình nấu lên cho có cái mùi thơm ở trong căn nhà của mình. Những cái phòng ngủ cũng như nhà tắm cũng vậy đó, khi mà mình có khách tới nhà đó thì lúc nào mình cũng sẽ làm như vậy. Cho nên khi mà ai đó vào nhà mình rồi nói là nhà mình có cái mùi gì mà nó lạ lạ thơm, thì mình sẽ nói hôm nay mình nấu trà, mình nấu cinnamon hay là mình nấu cà phê, bởi vì mình nấu những thức ăn sẽ có những cái mùi. Đó là những cái mà lúc nào trong nhà mình cũng có. Ngoài cái trà gối đó thì mình cũng có thể dùng những cái loại trà mà mình mua ở ngoài chợ nè, hay là bông cúc, phải không? Bông cúc cũng thơm lắm ha. Rồi đó là những cái loại trà. Còn nếu như mà mình có một cái loại trà mà mình không uống, mình mua về mình không có uống mà không có thích đó, thì mình cũng có thể dùng hết tất cả loại trà nào cũng được, cũng như là bông cúc cũng vậy, nó rất là thơm. Cái mùi thơm là cái mùi sẽ giúp cho mình thoải mái nè, không có khó chịu nè, khi mở cái tủ lạnh ra có cái mùi gì nó kỳ kỳ, bởi vì thức ăn mà ha, mình để trong 1 đêm 2 đêm thì bắt đầu dù mình có siết chặt, mình có làm như thế nào nó cũng sẽ có cái mùi. Cho nên lúc nào là trong cái tủ lạnh mình cũng phải có những cái mùi mà mình cảm thấy đó sẽ giúp được những gì cho mình. Rồi nói tiếp nữa đó là chanh. Trong nhà mình thì lúc nào cũng có chanh, bởi vì khu vườn trồng cây chanh mà ha, 1 năm mình hái hết bỏ vào tủ lạnh không có bị hư nha. Rồi làm sao để cho cái chanh này nè nó ra cái mùi thơm, đơn giản lắm, mình chỉ cắt chanh ra đó, mình cắt thì mình có thể để nửa trái như vậy nè trong tủ lạnh, rồi vài ba ngày đó mình sẽ dắt dắt mình lấy cái nước ha, trong này nè nước nhiều lắm đây cô chú thấy ha, rồi mình sẽ dắt như thế này nè, mình lấy cái nước đó, thì trong cái chén này mình còn nước nè, còn cái xác nè, đó là thôi ha, nó thơm vô cùng luôn, thơm thiệt là thơm. Đặc biệt hơn nữa đó, nếu mà cây chanh của mình có hột đó, mình đem ra khu vườn mình rải nha, mình rải đi hên xui rồi nó mọc trái chanh lên, rồi nó mọc cây chanh lên cho mình dễ lắm. Bây giờ phải nói một cái điều là càng ngày hình như là mọi người cố gắng làm sao mà nhanh gọn và lẹ, cứ có cái hộp nào mà mình thích hả liền xuống là nó lên mà, rồi cái nó lên nhiều khi lên nhiều quá, ủa mình liền cái gì đây, cho nên lúc nào mình liền cái gì ở đâu đó, phải nhớ nha, cắm cái cây viết xuống, cây chanh, cây tắc, cây táo, cây hồng, cây đào, cây bông đó, như vậy ha, thì sẽ giúp cho căn nhà của mình nó thơm.
Thành phần cuối cùng đó là khóm. À, khi mình đi mua khóm về đó, mình cắt có cái vỏ phải không? Mình đừng có giục đi. Mình cũng có thể để trong tủ lạnh 1-2 ngày rồi mình giục. Còn nếu như không á, thì mình cắt những cái miếng khóm như vậy nè. Đó, rồi cũng cho vào tủ lạnh. À, khóm sẽ giúp được cái mùi, nhất là mắm nêm, nước mắm. Đặc biệt đó là khi mà mình lái xe đó, trên xe mình có cái mùi gì khó chịu thì khóm sẽ giúp rất là nhiều nha. Mình đã thấy được có nhiều người dùng khóm khi mà mình đi về Việt Nam đó, à, ngồi trên chiếc xe cái mình thấy có trái khóm, cái mình hỏi ủa à, tại sao trên xe có trái khóm vậy, thì anh tài xế nói rằng là cái khóm này nè nó giúp cho cái xe của mình không có bất cứ một cái mùi gì hết, bởi vì khách hàng lên xe mà hút thuốc đó, làm gì làm không bao giờ mà cái mùi đó đi được hết, cái thuốc hút là cái mùi rất là khó chịu, cho nên xe của mấy anh ha lúc nào cũng có trái khóm. Cắt cái đầu như vậy là mình nói ủa vậy rồi ruồi nó bu vô làm sao, ảnh nó đâu có mở cửa đâu mà ruồi bu vô đúng không, rồi khi nào mình mới lấy cái khóm rồi mình bỏ đi, ảnh nói là thí dụ cái mùi thuốc nó đã hết rồi thì mình lấy cái khóm mình giục đi, cho nên mỗi khi mà chở khách đi mà có người nào hút thuốc đó ha là rồi ảnh phải về anh mua cái khóm đó. Ở Việt Nam mình có nhiều cái khóm dễ thương lắm, nhỏ nhỏ vậy thôi chứ không phải cái khóm bự nha, đó là khóm mà cách để không có nghe mùi thuốc lá. Ngoài ra thì lúc nào trong cái tủ lạnh của mình á, cũng có cái hộp baking soda. Cứ vài 3 tháng là mình phải thay cái hộp mới 1 lần. Và đây là cái nồi à, mình cho vào nước nhiều hay ít thì tùy mình ha. Nước khi mà đã sôi lên rồi đó, bắt đầu mình mới cho 1 muỗng, 2 muỗng cinnamon hoặc là cà phê cũng như là trà hay là bông cúc. Mình nấu lên. À, nói về cinnamon một chút, mình không có bột á, thì mình mua cái loại cây cũng được nha. Rồi mình cho hết vào để mà mình nấu. À, nãy giờ mình đã làm à, nói về tất cả những cái mà cinnamon, cà phê, rồi khóm cũng như là trà. Mình cho hết vào chỗ này mình nấu chứ mình đâu có bỏ đi uổng lắm ha. Rồi khi mà thời gian mình nấu khoảng 5-10 phút, 20 phút cứ để rửa riu riu riu. Rồi là thôi cái nhà của mình bảo đảm là thơm vô cùng. Tại sao mà mình lại chia sẻ cái video ngày hôm nay? Bởi vì một chút nữa thôi thì mình có một người bạn chị đã lâu lắm rồi không có gặp, à, rủ nhau đi uống cà phê. Chị nói ủa uống cà phê nhà của Hồng đi, nấu món gì rồi hai chị em mình ngồi ăn. Mình nói không, hôm nay là không uống cà phê nhà của em sẽ mời chị đi đến một cái nơi bảo đảm là rất là thích, à, ở thành phố của mình đó, vừa rồi mới mở một cái quán phải nói rất là dễ thương luôn. À, cái quán này của người Việt Nam, ở đây thì ít người Việt Nam lắm nhưng có lẽ là mở ra để mà à, bán cho người Mỹ nhiều hơn. Nhưng phải công nhận một điều, người Việt Nam của mình nó càng ngày thay đổi rất là nhiều. Trang trí một cái tiệm phải nói rất là đẹp. Một chút á, mình sẽ quay sơ sơ cái tiệm đó ha. Rồi, đây là một cái điều mà mình nấu lên để chị bạn khi mà mở cửa vào nhà mình á, tụi nó thơm ơi là thơm nha. Cho nên đây là những gì mà mình cần làm khi mà mời khách đến nhà, cũng như là mình đã nấu ăn, hoặc là không có ai đến nhà, nhưng lâu lâu á, mình dọn dẹp nhà cửa của mình nè, rồi cái bắt đầu mình ngồi mình uống cà phê rồi mình có cái mùi gì đó nó làm cho mình rất là thoải mái, không có bị mệt. Trong cái nồi này á có tổng cộng là 4 tới 5 loại gia vị, nhưng cái gia vị này không phải là để ăn hay là để uống mà sẽ giúp cho căn nhà của mình có cái mùi thơm. À, mình cứ để lửa riu 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 đó rồi thơm vô cùng luôn ha. Rồi sau đó thì mình không muốn nữa thì mình tắt lửa, nhưng cái nồi này đừng có bỏ đi, mình cứ để như vậy tới chiều tối rồi đó, rồi mình sẽ dọn dẹp đổ đi thôi. Đó là cách mà lúc nào mình cũng sẽ làm sẵn khi mà mình dọn dẹp nhà cửa. Nước đã sôi lên rồi, thơm vô cùng luôn. Cháu ngoại ở trên lầu nói ngoại ơi cái mùi gì mà thơm quá. Chạy xuống thì thấy ngoại nấu cái nồi này. Ở trong này không phải chỉ là xác cà phê hay là trà cũng như là cinnamon chanh mà là tất cả những gì mà mình đã chia sẻ thì mình cho vào cái nồi. Tuy nhiên không cần phải làm như vậy nha, mình chỉ cần nấu một loại là được rồi. Khi căn nhà của mình đã thơm rồi và trước khi mình đi đâu nhớ một điều là phải tắt lửa nha, phải tắt lửa. Thì một phần nữa nói về một loại bông, nói đến cái bông này đó thì mình cũng có thể mua về mình trồng ở sau khu vườn của mình, rất là dễ thương, cái bông tím nhìn ti như là màu tím đó là saffron, còn gọi là nhị hoa nghệ tây. À, nói đến nhị hoa nghệ tây đó thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam của mình biết đến. À, trước kia đó khoảng đâu vài năm
3-4 năm về trước thì mình bị mất ngủ rất là nhiều ha. Rồi mình cũng đã biết được có nhiều YouTube chia sẻ nói về loại hoa mình uống giống như là uống trà vậy đó, mà mình phải biết chỗ để mình mua. Thì lúc bấy giờ Costco bán rồi cũng như là Trader Joe, mà mỗi một cái hũ rất là nhỏ, mắc lắm, cũng như là chợ Safeway, North Hill ở đâu cũng có bán. Nhưng người ta dùng nghệ hoa, nghệ tây này để làm gì? Nấu những thức ăn. Nhưng mình phải biết là mình dùng bao nhiêu. Còn nói về để mà mình ngâm trong một cái ly cũng như là trà hay một cái bình nước để mà mình uống đó, thì mình phải cẩn thận. Bởi vì sao? Mình ngâm thời gian là bao lâu và mình sẽ uống cái bình đó là được bao lâu. Nhưng mà cái mà mình muốn chia sẻ hôm nay riêng cá nhân của mình nha, khi mình uống vào đó mình bị chóng mặt, mình bị chóng mặt vô cùng luôn, rồi tim của mình nó đập rất là mạnh đó. Đó là những cái mà mình đã bị. Còn có nhiều cô chú anh chị có uống rồi hay chưa đó, chia sẻ lại với mình ha. Bởi vì khi mà mình biết mà mình bị vấn đề đó nữa là mình không có uống nghị hoa nghệ tây nữa. Và khi mình mua đó, mình phải biết là mình mua cái đó ở đâu, rất là quan trọng. Bởi vì có rất là nhiều loại chứ không phải là một loại. Còn nói về nấu ăn thì đây cũng là một cái loại nước mà mình có thể dùng để nấu ăn, như là mình luộc gà hay mình nấu những món ăn gì có cái màu nó đẹp thì mình cũng phải biết chỗ nào để mình mua. Người Ấn Độ thì họ dùng cái nghệ hoa nghệ tây này rất là nhiều, nhưng đây giống như là cái loại mà giống như là màu điều vậy đó đó. Cho nên nói về uống ha, cũng như là những loại mà mình dùng để nấu ăn thì mình phải nên cẩn thận. Vào khi mình mua đó là mình phải biết mình mua ở đâu. Và nếu như mà mình uống mà mình thấy mình hơi bị có cái gì đó là ngừng liền, đừng có uống. Nghệ hoa nghệ tây khi mà mình cho vào một cái ly mình phải cho là bao nhiêu, đúng không? Có nhiều người cứ bốc liền vô một cái ly rồi uống, không được đâu. Mình chỉ cần cho một hoặc hai thôi, nhưng mà cái ly của mình nó là phải là bao nhiêu ao, chứ không phải muốn bỏ bao nhiêu là bỏ. Đó là những gì mà mình chia sẻ nói về những nghệ tây để mà nấu những món ăn. Hôm khác rồi mình sẽ chia sẻ nấu món ăn gì mình sẽ cho nghệ hoa nghệ tây cũng như là saffron vào để mà mình nấu. Cái này á, người ta chế biến ra phải nói rằng là rất là lâu đời, rất là lâu năm, và mình cũng đã nấu ăn rồi. Nó chỉ có cái màu đẹp thôi, chứ thật sự là nó có ngon hay không, có cái mùi vị gì đặc biệt hay không thì hoàn toàn là không. Đó là nghệ hoa nghệ tây. Là đã xong một ngày chia sẻ cách làm sao để cho căn nhà của mình sạch sẽ cũng như có cái mùi thơm khi khách vào trong nhà, nhà bếp cũng như là trong nhà tắm, phòng ngủ khi mình có khách ở lại đêm. Đó là cái điều mà mình lúc nào cũng muốn là dọn dẹp sạch sẽ, lau chùi sàn nhà cũng như là cầu thang, hay là những nơi mà mình cho rằng đây là một cái nơi mà mình phải sống mỗi ngày. Khi đi làm về, ông xã của mình vào nhà thì thấy được có cái mùi rất rất là thơm. Hy vọng là video này sẽ giúp được cho cô chú nè cũng như là các bạn, căn nhà lúc nào cũng có mùi thơm. Khi mà mình mệt mỏi đó thì mình cũng có thể nấu một cái nồi cinnamon nè, hay là một cái nồi trà, ngồi coi tivi hay là ra khu vườn, vào trong nhà lúc nào cũng có mùi thơm. Cho một ngày hôm nay, mình mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân, đừng quên cho nhau những nụ cười mùa hè cũng như là mùa đông lạnh. Hôm nay ngoài trời cũng hơi lạnh lạnh rồi ha, cho nên mình không có ra khu vườn, bởi vì một chút nữa đó mình sẽ đi chơi với chị bạn nè. Bây giờ mình sẵn sàng chờ đợi người chị bạn của mình đến nhà. Ngoài trời của mình bây giờ lạnh lắm ha, những cây bông lá của mình cũng tươi nè, cho nên mặc cái đồ ấm ấm ha cô chú ha. Nhớ khi mình ra khu vườn mặc đồ ấm nè, áo lạnh, nón. Còn ở trong nhà đó thì mình dặn sưởi khoảng là 65 tới 68 độ nha. Xin chào, hẹn lại video kỳ sau. Chị bạn đã đến nhà rồi, ngồi ngoài xe đợi, không có vô nhà. Hai chị em đi uống cà phê trò chuyện. Rồi hai chị em đã đến cái quán gọi là An Nam Bistro Coffee của người Việt Nam, mới mở chừng khoảng được 1 tháng thôi, rất rất là dễ thương, ở trong cũng đẹp lắm. Bây giờ hai chị em vào để uống cà phê, ăn bánh, cũng như mình có thể ăn lunch có sandwich, bánh mì Việt Nam cũng như là xà lách.
Mỗi ngày mình có phải dọn dẹp nhà hay không? Không, lâu lâu thì mình mới làm một lần, một tuần hoặc hai tuần. Nhưng cái tủ lạnh á, thì là phải mỗi tuần, cũng như lau chùi nhà bếp. Những gì mà mình chia sẻ cho ngày hôm nay, tất cả là mình dùng cho căn nhà của mình. Và cũng hy vọng rằng cô chú, anh chị và các bạn cũng sẽ xem lại căn nhà của mình, coi có những món này hay không. Nếu có thì mình dùng, còn không thì mình cũng có thể mua một hoặc hai món cho căn nhà của mình. Đơn giản, nhanh, gọn và lẹ. Một lần nữa, mến chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều. Thương mến, ủng hộ, xem clip của mình mỗi ngày. Xin hẹn lại video kỳ sau.